Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring 9X Free 1.0, dòng xe đạp Touring đi đường phố giá rẻ dành cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe để có thể đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe hàng ngày trên những tuyến phố bình thường. Thì đây là một chiếc xe, một cái lựa chọn nó rất là phù hợp, chỉ có là 5.200.000, và đổi lại thì các bác đã có một chiếc xe đạp chính hãng của 9X, thương hiệu của Italy, và chạy bộ group chuyển động Shimano Tourlay. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin tất tật 100%. Xe Tourlay rất là đẹp, khung nhôm, nhôm sử dụng là nhôm 6061, còn lại nhôm mà chịu được cái cường độ rất là mạnh và cái độ chống bề mòn, chống bề mòn cao, rất là bền. Hiệu 9X, design in Italy, thiết kế theo công nghệ của Italy. Đây thì toàn bộ được chạy hết âm sườn. Rất hiếm những cái chiếc xe bãi mà cái tầm giá này mà nó có âm sườn. Xe chạy âm sườn này. Và còn rất là mới, như các bác thấy trên hình tổng thể xe. Gần như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể. Khung xe rất là mới. Bộ bánh 700C, lốp Kenda nguyên bản theo xe. Lốp nguyên zin, vân lốp này. Sủi gỗ đi rất là ít. Và được sử dụng bộ chuyển động, bộ úp chuyển động của Shimano Tourlay. Với đây là 7 tầng nít và 3 tầng đĩa. Cho xe qua 21 tốc độ khác nhau. Đây là phần ghi đông. Cổ phốt ghi đông vẫn là 9X nguyên bản này. Tay bấm và phanh cơ của Shimano. Hai bên. Phanh V, trang bị bộ phanh V. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Thì cái giá bán của chiếc xe như em thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 5.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.